Lenda sua. Alô? Hã? Như là bảo rồi nói rồi đấy. Thế thì khoảng tầm trưa trưa khoảng tầm mấy giờ nhà mình gửi được? Như là bạn cứ tính là một tiếng là khoảng từ đây là mình gửi ra được rồi đấy. Ở đấy thì bạn tính xem là mấy giờ thì ô tô kia xuống thì để mấy giờ mình gửi ở đây cho. Không, ông nói qua nên mình cũng nghe không rõ lắm. Bạn gọi lại hỏi thử xem nào. Cũng sốt ruột chứ. Vâng. Bình tĩnh như này chứ. Tôi sốt ruột lắm. Nó nhảy vòng quanh nó kéo vào. Nó phải từ từ chứ. Khôn cũng còn lâu. Cả ngày cũng có. Khi tao phải đi vòng vậy. Vâng.